Cứ đứng đi, đứng đi, chào hỏi anh em đi. Ở đây tôi ăn nhiều anh ơi. Ở đây. Mình mua cái món này thôi. Đúng. Mình tưởng con tay nó dài, nó kể nó phản đối ngay. Lấy cho chú cái bát, cháu ơi, bát mua, chú ăn bớt một cái bát, đây chán chịu năng động nhá, không ngồi. Dạ, cốc hết uống nha. Nhưng mà tôi lại có biết chụp đâu. Được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ không ngồi chặt. Xa, tôi không với được. Mình cái chàng kia mà ở góc này. Bỏ cái chai nước. Đến mình nhá, là cho mượn cái chai tí nào. Ông đi từ dưới kia, ông đi lên. Thôi đi từ đây. Em ơi, cứ tự nhiên đi, cứ tự nhiên. Cầm cái cốc hay em cầm cái chén? Anh cứ phải, đầu tiên là anh cứ phải hỏi trước là cầm cốc hay chén. Ví dụ như thế mà nếu như em cầm chén thì để anh thường hay là cầm cốc, còn là tình hình những người khác. Ba công nhận không? Đấy, ông đã bảo rồi, làm hàng. Thôi được rồi, bây giờ là đằng kia thì đằng này nó sao em ạ, cho nên là bây giờ là khi anh em mình cứ nói trước nói to đấy, để cho nó dám trước có thì có thì nhưng mà thôi thì nói như là này thì nhưng mà ông thì ông cũng phải nói giới thiệu chứ không nhầm tôi là trong bình thì là chết thế mà. Nhưng mà em phải nói to lên cho nó, em cứ từ từ đã. Nào bây giờ là đến lượt em nói, anh thôi đấy, anh không nói đâu nhá. Đấy. Như thế này, các anh bảo đến rồi. À không, rồi. Hạnh phúc của gia đình của hai cháu. Không, như vậy em có giả dụ gì? Ông cứ hay nói vậy thì nghe thông đồng. Nói rồi, đừng nói nữa rồi. Nói giả gì? Nhiên học đâu? Đâu rồi. Nhiên nhỉ? Học đâu? Rót cơ cho nước này cho mày làm chết đẩy quá đẩy quá nhấp vô mà không rót được nữa đâu hai chén bây giờ là lên hai đi uống rồi làm chén đưa rót chén không khác trong lý là tình cảm đúng không? Rồi cuối cùng bây giờ đi để cạn nhá, anh em mình cạn nhá. Cạn rồi đi nha, anh em cạn cạn đây. Rồi. Cạn rồi, cạn rồi. Cạn đấy. Chồng vợ chồng đến thì cạn, đừng khinh vợ chồng đó. Không phải có tay nữa. Đấy mẹ tay. À đây. Ông uống đề hai ông. Ông chủ nhà vui vẻ ăn ngon nè. Rồi rồi. Vừa khách tục đá như tình như vậy. Đấy rồi, có rồi, có rồi. Đây là sáng. Uống cạn này. Đâu rồi? Uống nhà. Uống nhà.
nó muốn sang vào nhà không ạ. Thế thì uống đi, có hết rồi. Cứ đi đi của anh nó hết luôn nhá, hết luôn đấy, vừa hết một cốc rồi, không ở nhà. Rồi một người ngồi được. Thưa mẹ, ông ấy nát giờ sáng nay. Mẹ. Sắp đập rồi. Vào nhưng mà nói đấy bây giờ nó là quá đường gì rồi, đường Cát Linh là tổng đài 40, không phải tổng đài đến Lữ Đoàn 5 luôn, Lữ Đoàn 5 luôn, nhưng mà thật sự là tổng đài trung đoàn luôn, là trung đoàn nó cũng còn duy trì nữa. Trai còn quý như vậy hả? Nó thật bảo cảm là nhìn thế là nhìn chữ này đã tỏ hết cái này là bảo đang phá rất nhiều đông ơi. Thì đấy, cái bảo 30 năm nữa mới phát khỏi. Nhưng mà bây giờ là người phát khỏi rồi. Cái thằng là... Sao cố gắng sớm làm cưới con được cát? Cố gắng anh em đi dự đám cưới con được cát nhá. Cái thằng... anh em... Nhưng mà Trung Phong đi dự đám cưới chứ nó không phải đâu. Tớ phải đi thôi. Sống khỏe, sống vui đấy. Đi với con mày đấy nhá. Nhớ đấy nhá. Không mời cũng đi đấy. Chứ bảo là... cứ bỏ không mời đi, nghe hơi này nó đi. Anh em nhớ nhớ con thì cát cưới con thì nó không mời đâu. Thế nhưng mà anh em là Trung Phong đi đấy, nhớ mà đi. Áo mày áo rồi. Biết giấy mời thì biết giấy mời kỷ niệm đó cho nó chén có gì mà thành lập bông ra mà quấy rồi quấy gì quấy gì bông mày biết mày là đẹp nha đây nha tăng hóa đây bây giờ tăng hóa để cho mày nghe nha. Cái chén này là cái chén hết rồi, cái chén này là chén hết rồi, nhưng mà cái chén này là chén tao uống một má đã, tao phải uống hết xong tao mới đi, tao không mang tài liệu đi đâu. Hết rồi nha, hết rồi. Thế đây nhưng mà cố mới uống đi nhá, đừng có lo. Chưa. Kia cơ mà. Đây đây. Đấy kia. Cho tôi mượn cái chai cho nhá. Cái gì thì ông san cái việc của ông. Đấy.
đây mặt chết mẹ nào nào. Thì là những kẻ nhắn tôi đây. Chắn mày đây gì? Chắn mày đây gì? Chắn mày đây công việc là tôi thì như vậy thôi, tình hình rõ ràng ông đổ đi rồi gì thôi đứng đây ngồi vơi nữa nếu mà tao chủ xe mày chủ xe không biết đứng ngoài này không có đi đứng ngoài này không nó có ghế không đúng chưa có ghế đấy mày đứng ngồi mày đứng ngồi mày đứng ngồi mày đứng ngồi thế là tao được ngồi không được mày đứng ngồi đấy. Thằng này đúng tuổi tí thôi. Toàn tìm đến đánh tấm với tôi trao thương. Hôm nay là tôi nghe là hôm nay vào thế này đông đấy. Hôm nay tôi nhận vui hôm như danh luôn. Trong ngoài nhà này có 5 thằng phải cho 4 của 1. Nếu mà số này nó đau. Đây là mang cái hiệu. Đây là mang chai thôi. Này không có cái quay không đòi nó phải mà xin không phải sao cái mày uống nó điếu này thôi nhá tí nữa nó ngủ ở đây sao về tao rủ bọn nó hết rồi chính xác con đang lưu thông bạn bè thì nhiều khi nó thôi đây vô quát thôi đây vô quát vào nhanh nhé con tuổi tôi thì vào anh được điện từng ấn mặt đẹp nhá nếu mà nói mà hết đi hết hẳn không hết đâu hết bỏ mẹ hết không à như ông nói là như vậy là không được ông bảo nói thì chỉ chú ăn chơi thì phải làm cái chuyện gì không thầy vợ bạn tuấn vào cờ vậy riêng đời tôi nhá. Mày con gái không? Đã không? Không mày đứa không? Đi ăn. Đi được ăn quạt, đi được ăn. Đi được ăn. Đi được ăn. Mất. Bố mi bố đổi. Nếu mà đi không mang đến nơi đến chốn nhá. Lót đố cả ba đời bốn đời nhà nó. Tôi đố mày đấy. Mày dám quánh quan mày không? Mày dám cửa con mày còn đánh cả con dâu nó thủ một điếu cái này điếu được. Mày thề đấy mày chẳng qua để sợ mày. Mẹ nó đuổi đi luôn. Trong ngoài là chắc. Bố mà cứ hoàn thành nhiệm vụ xong thì bạn mày toàn chắc ngoại rồi. Tao chắc ngoại hay không tao không quan tâm. Bây giờ là mình chỉ chơi với mình đã. À. Này. Bỏ. Này, mày mà không thắng mày không. Nó bảo ông không? Rồi. Ông ơi. Cháu ông này. Đấy, mà đánh chưa? Mày có một thằng thủ lợn mà 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 đấy, bạn mày đã bảo hai thằng Sơn cho này. Nó chưa chửi ai, nó chửi mày luôn đấy. Vâng, em chưa chửi em nào à? Em hơn như này, nó chửi lắm gì? Em uống rượu cả bàn. Thôi được, quang. Nhưng mà anh học anh như vậy là không được. Anh không tự xử mà anh... Thôi được, anh ghép. Nếu mà ông đi đâu bỏ mình chơi là không được anh em. Nhưng là phải công bố một. Ông nói chuyện rồi đấy. Trong một quan tâm đến chuyện này như nhập nhỉ. Nhưng tối phải hài hòa sao nó phải.
Toàn nó lại một cái nghe mẹ đang lừa mình. Toàn lừa mình. Thôi lần công đi. Rồi, cháu đi đây. Rồi.